Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mộc Ly Hỏa. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phiên ngoại, bản chỉnh sửa hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Hoàng đồng ký phần 1. Tác giả, Mặt Hương Đồng Khứ. Nguồn truyện, Tru Yên Cui Ki 1.com. Ngủ được một chất, thẩm thanh thu chậm rì trị trở mình, nhưng lại không cảm giác được cánh tay chỉ vẫn luôn thích ôm lấy eo của hắn. Nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ đã lọt vào, Hắn bèn lấy ống tay áo trung y che mắt lại, chỉ có một động tác nhỏ như vậy mà làm thắt lưng hắn đau đớn, cánh tay vô lực. Nơi nào đó dưới thân truyền đến một cảm giác xé rách rất nhỏ, cùng với chất lỏng dính nhớp đã khô cạn. Tối hôm qua làm bậy làm bà náo loạn cả một đêm, sáng nay liền chịu khổ. Thẩm Thanh Thu cảm thấy kỳ lạ, Lạc Băng Hà tại sao chưa giúp hắn tẩy sữa rồi chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, liền cất giọng khàn khàn, "Băng Hà?" Không có người trả lời. Thẩm Thanh Thu càng thêm hồ đồ, nỗ lực mở mắt ra ngồi dậy, cúi đầu liền nhìn thấy một cái đầu tóc đen như thuận nho nhỏ. Cái đầu nhỏ này thật thanh tú đáng yêu, hai bên má trắng nõn hồng hào, lông mi đen bóng, thon dài nồng đậm, hai mắt nhắm nghiền đến đôi môi mím mím cũng là màu hồng nhạt. cuộn lại thành một đoàn giống y như con mèo con nằm bên cạnh hắn, đầu gối lên cánh tay hắn. Tuy rằng vóc dáng không quá giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 5 6 tuổi, tuy rằng nếu không nói đến tuy rằng chỉ thu nhỏ lại một vòng, Thẩm Thanh Thu tuyệt đối liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây không phải mặt của nam chính thì là của ai. Hắn giật mình một cái, giọng nói cũng thay đổi, Lạc Băng Hà. Lúc đầu Thẩm Thanh Thu còn định véo cánh tay để mình đau tỉnh nhưng không cần, phía dưới đã truyền đến từng trận xương đau làm Thẩm Thanh Thu cứng còng mà nằm trở về. Lạc Băng Hà đang cũng thành một đoàn đột nhiên long mi run rẩy chậm rãi tỉnh lại nửa bên mặt lạc băng hà bị cánh tay hắn áp một mảng hồng hồng hiếp mắt thấy thẩm thanh thu quần áo bất chính ngủ ở một bên liền hướng y vương hai tay cánh tay không sai đó chính là cái tư thế cầu ôm một cái nói sư tôn thanh âm này mềm mại non nớt đến chạy nước chính là hắn vừa mở miệng liền cương rồi mắt to trừng mắt nhỏ hỗn loạn một hồi hai người rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra chính là lạc băng hà đang ở gần thời điểm tu luyện quan trọng theo lý thuyết y phải thanh tâm quả dục chữ mình trong sạch như vậy mới không gặp sự cố nào cố tình tối hôm qua y không giữ được ông thẩm thanh thu lên giường lăn lộn rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma thẩm thanh thu rất dễ tiếp thu bởi vì đoạn này trong cốt truyện cuồng ngạo tiên ma đồ đương nhiên là có Đầm máy bay lên giờ viết đoạn này không phải là để bắn manh gì đó mà là bởi vì khi biến thành một cục nho nhỏ lạc băng hà có thể tự nhiên ra vào cái nơi mà những người đàn ông trưởng thành không thể vào Cụ thể nơi nào thể tự mình tưởng tượng đi ha. Hơn nữa một cục nho nhỏ càng dễ dàng chở xuống phòng bị của các thiếu nữ, cùng các nàng thân mật tiếp xúc, sau đó nắm bắt đúng lúc, một lần liền bắt được tâm của các thiếu nữ này luôn. Bởi vì đoạn này cốt truyện chậm chạp không tới, hắn còn tưởng rằng cứ như vậy sẽ qua luôn, ai ngờ chỉ là không thể tới đúng hạn mà thôi. Thẩm thanh thu đỡ ráng nói, ngươi công lực còn dư lại bao nhiêu? Lạc băng hà liền nói, không đến một thành trên khuôn mặt non nớt tràn đầy sát sơ tiêu điều, nhìn vào lại không làm người ta cảm thấy được tình huống nghiêm trọng, ngược lại phi thường phi thường, buồn cười. Vì thế Thẩm Thanh Thu rất không phúc hậu mà cười. Cười xong hắn nghiêm mặt nói, "Khụ, chỉ còn một thành ạ. À? Vậy ma giới không thể ở lại." Lạc Băng Hà đắc tội với người và ma tộc không ít, thời điểm này chạy càng xa, trốn càng kỹ càng tốt. Điều Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đầu tiên là phải ôm Lạc Băng Hà chạy lẹ thôi. Hà quyết tâm xong, hắn muốn mặc quần áo xuống giường. Ai ngờ, chỉ ngồi thẳng lưng lại chào đón một trận đau đến run rẩy. Bình thường sau khi xong việc, Lạc Băng Hà đều sẽ nhân lúc hắn ngủ, mà ôm hắn đi suối nước nóng tẩy rửa sạch sẽ. Nhưng hiện tại Lạc Băng Hà nhiều nhất chỉ có thể ôm lấy một chân của hắn. Bây giờ im lặng ánh mắt trong mong ngồi xổm bên cạnh, lạ chả trực khóc. Thẩm thanh thu ăn ủi y nói, đừng khóc, không có việc gì mà, ta tự mình làm cũng được. Lạc Băng Hà ở địa cung đào một suối nước nóng thiên nhiên, nơi sâu nhất cũng không tới ngực Thẩm Thanh Thu, nhưng nếu hắn đem Lạc Băng Hà ném vào chỉ sợ sẽ ngập tới đầu. Thẩm Thanh Thu chỉ đành cẩn thận ôm yên ngồi ở bên cạnh suối nước nóng, còn dặn dò Lạc Băng Hà ngồi yên không được trượt xuống. Hắn đang định nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Băng Hà đang ở nỗ lực phương tay tới tảng đá bên cạnh, muốn giúp hắn lấy hộp bồ kết, nhưng cố gắng thế nào cũng lấy không được. Bộ dáng này khiến hắn nhớ tới lúc lạc băng hà tới thương khung sơn bái sư, lưng cõng một cái bao bố, ngồi xổm trong sơn cốc hự hự, đào hố. Thẩm thanh thu nhìn chầm chầm trong chốc lát, nhìn không được một tay đem hắn túm xuống dưới nước, kéo vào trong lòng ngực, mặt vô biểu tình mà bóp véo khuôn mặt đáng yêu. Dưới sự chà đạp của thẩm thanh thu, lạc băng hà, nhỏ nhỏ sạc mấy ngụm nước, làn da đã bị nhiệt khí hung nóng hồng hồng, xoa xoa nắng nắng mồi hồi liền biến thành tròn vo cảm xúc chân trào lạc băng hà theo bản năng cầm cổ tay thẩm thanh thu theo thói quen tính áp đảo thẩm thanh thu lên trên tảng đá tuy rằng thẩm thanh thu rất tri kỷ mà phối hợp với y nằm xuống để y áp nhưng mặt tiểu bạch kiểm lạc băng hà thoáng chốc đen lại với cái thân thể này áp mấy ngàn lần đều vô dụng cái gì đều làm không được xem khuôn mặt lạc băng hà chuyển từ hồng sang trắng từ trắng lại hóa đen thẩm thanh thu nhịn cười nhịn đến muốn nội thương Tối hôm qua lăn lộn vi sư càng rỡ như vậy, hôm nay xem như là gặp báo ứng đi. Lạc băng hà tan nát cõi lòng nói, còn không phải sư tôn dụ chỗ đệ tử trước. Thẩm thanh thu nghe được lời này mặt già đỏ lên, thầm kêu thật hổ thẹn, điều chỉnh lại khuôn mặt bỗng nhiên buông tay. Lạc băng hà đột nhiên không kịp phòng bị trượt thẳng xuống nước, ừng ực ừng ực ừ, ừ, một chuỗi bong bóng từ dưới nước nổi lên. Theo ý định của thẩm thanh thu, chỗ lánh nạn hắn nghĩ đến đầu tiên chỉ nhiên là thương khung sơn. Nhưng Lạc Băng Hà lại đánh chết cũng không chịu trở về. Ngẫm lại cũng đúng, Lạc Băng Hà hiện tại thân thể hóa nhỏ, ở nơi đó khẳng định sẽ bị người người vây xem, hơn nữa quần chúng vây xem nhất định sẽ có Liễu Thanh ca. Vì thế Thẩm Thanh Thu quyết định trong lòng, chẳng y đi nhân giới. Hết phần 1. Phiên ngoại bản chỉnh sửa hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Hoàng Đồng ký phần 2. Có câu muốn lẫn trốn nên chọn thành thị, bọn họ quyết định chọn một thành phố vô cùng phồn hoa trong lúc đợi lạc băng hà khôi phục công lực liền sống ở đây một thời gian thẩm thanh thu nhàn đến xương cốt ngứa ngáy thuận tiện làm một chức vụ trong thư viện lớn nhất thành phố lạc băng hà sao có thể không bất mãn thứ nhất y không thích thẩm thanh thu nhận bọn họ làm học trò trên thanh tỉnh phong kia một đống đồ đệ còn chưa đủ sao còn muốn nhận thứ hai y càng không thích bị xem là con trai của thẩm thanh thu đặc biệt là buổi tối lên giường nghỉ ngơi muốn hôn muốn ông cố tình làm chuyện gì cũng không được, còn phải nghe thẩm thanh thu đùa giỡn mà gọi ý là bé ngoan, bảo bối ngoan làm y càng thêm hận chính mình, sắc không thành thép. Hôm nay thẩm thanh thu từ thư viện trở về, liền thấy lạc băng hà di chuyển băng ghế, cao lạnh khó lường mà ngồi ở cửa phòng chờ hắn. cái này nếu là thay đổi thành phiên bản người lớn, tất nhiên sẽ khiến lá can người ta thu nhỏ lại hai chân run run, nhưng ai bảo số đo hiện tại của y không đúng? chỉ có thể làm người ta nhịn không được vương móng vuốt tới gương mặt kia của y hung hăng nhào nặng. mặc kệ y treo khuôn mặt mau cách xa ta ngàn vạn dặm đi quay xung quanh bên cạnh y cũng sẽ có đám chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng nghỉ ở trên băng ghế xếp chồng từng đứa từng đứa lên nhau thành một pháo đài thỉnh thoảng lại mời y cùng nhau xếp chồng với bọn chúng bọn chúng là đám trẻ con nhà hàng xóm từ ngày đầu tiên họ dọn vào tất cả đều phải quỳ xuống trước hào quang mãnh liệt của nam chủ, bọn chúng liều mạng bám lấy y, đuổi cũng đuổi không đi. Cũng may bọn chúng đều sợ thẩm thanh thu, không có đứa trẻ nào không sợ giáo viên, thấy hắn trở về liền như bầy gà vỡ tổ chạy tán loạn khắp nơi. Thẩm thanh thu liền dứt khoát phương móng vuốt của hắn ra, chuẩn bị véo khuôn mặt của lạc băng hà giống mọi khi. Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lót thẩm tiên sinh. Một người ăn mặc lòng lẫy trắng người yếu điệu tự ý bước vào. Thẩm thanh thu quay đầu lại, thì thấy vài vị phu nhân thường gặp ở trấn, hắn cật đầu chưa kịp chào hỏi. Một vị cầm đầu đã hai bước thành một bước tiến lên một phen nắm chặt cánh tay hắn, tưởng lấy kéo ra bên ngoài. Thẩm tiên sinh, tìm ngươi đã nửa ngày, đi đi đi, mau đi cùng ta, đừng để cô nương nhà người ta chờ sốt ruột. Lạc băng hà lạnh lùng nói, đi đâu? Cô nương nào? Thẩm thanh thu cũng bị làm cho hồ đồ. Phu nhân giáp bị sắc mặt lạc băng hà làm cho hoảng sợ, lắc đầu nói, ai da, tiểu hài tử nhỏ như vậy, giọng nói thật là dọa người. Tiểu thiếu cha tức giận cái gì? Thẩm tiên sinh, đứa nhỏ là đang giận dỗi ngài sao? Phu nhân ức lập tức chạy lại, lại đây lại đây nào, tiểu thiếu cha mau tới đây, tỉ tỉ cho người ăn kẹo ngon, đừng gây cản trở cho cha ngươi nha. Lạc băng hà không để ý tới các nàng, lạnh mặt nói, sư tôn, hôm nay người định làm gì sao? Thẩm thanh thu nói, vi sư, không nhớ rõ. Phu nhân giáp oán trách nói, thẩm tiên sinh, ngài thật là biết rõ còn cố hỏi ngài muốn ta nói rõ ra sao được thôi nhà ta có một đứa cháu gái vô cùng xinh đẹp tài giỏi ta cảm thấy hai người rất xứng đôi nên đã đặt một bữa cơm tại tòa nhà thành tây để hai người có cơ hội gặp mặt còn có cô nương nhà ta nữa em họ của ta còn có em họ của ta hóa ra ở nơi náo nhiệt như thế này chuyện gì cũng có thể truyền đi rất nhanh thẩm thanh thu mới tới không bao lâu người dân đã sôi nổi bàn tán có một vị tiên sinh mới tới chẳng những là người kiến thức uyên bác có năng lực lại, còn lễ độ ông nhu vô cùng có khí chất, lớn lên là tuấn tú văn nhã là một lão thanh tân. Đương nhiên tất cả cái này đều vô dụng. Quan trọng nhất chính là hắn khẳng định có tiền, rất nhiều tiền. Vừa ra tay liền mua hẳn một tòa nhà trắng lệ, nếu không có tiền thì làm sao mà mua được nổi. Hắn còn mang theo một đứa con trai 4 năm tuổi, là một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã là một mầm non tuấn tú tương lai chắc chắn sẽ trổ mã đến phong lưu phóng khoáng khí vũ hiên ngang. Thật sự muốn mệnh của bọn họ mà. Nhà ai có con gái tuổi thích hợp chưa lấy chồng, hoặc là nhà ai có con gái mới sinh chưa đính ước với ai, đều khẩn cấp chạy đến giành chật hôn sự. Đính ước với đứa lớn hay đứa nhỏ đều không chịu thiệt. Lạc băng hà khuôn mặt đều tái hết rồi, cả giận nói, hắn không cần đi xem mắt. Chính chủ còn chưa có chết đâu. Phu nhân bính vặn eo chậm chậm đi tới, thẩm tiểu công tử cha ngươi cưới vợ mới ngươi có phải không vui hay không có thêm một người mẹ xinh đẹp ôn nhu thương ngươi không tốt hơn sao phu nhân ất phụ hòa nói không sai không sai thẩm tiên sinh ngươi dạy con như thế là không đúng đâu ta nghe nói ngươi đi thư viện đều mang y theo còn cho y ngồi lên đùi của ngươi không phải ta nói nhưng dạy con trai như vậy nó không thể trở thành một nam nhân tốt được con trai nhà ta thẩm thanh thu nhìn lạc băng hà tựa hồ chỉ cần phủi tay một cái là phá hủy cả cái tòa nhà này ngay, vội ôm lấy y liên tục lui về sau, tâm ý của các vị phu nhân ta xin nhận, chỉ là ta không có định, ách, đi thêm bước nữa. Trong nhà không người, còn phải chăm sóc con nhỏ, thứ lỗi không thể đáp ứng lời mời. Một phu nhân giáp bên tóc mai có cài một bông hoa mẫu đơn đỏ thẩm, dùng lời lẽ chính đáng nói, thẩm tiên sinh ngài nói lời này là sao? Trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, nhà của ngài lớn như vậy không có nữ chủ nhân thì sao được ngài là một người có phong thái sao lại đi nghe lời nói vô lý của một đứa trẻ không chỉ chính mình không thoải mái nhìn qua cũng khó coi nói cái gì cũng không dễ nghe nàng vung lên quạt tròn không cho thẩm thanh thu giải thích liền nói quyết định như vậy đi thẩm tiên sinh bây giờ ngài đi theo chúng ta tiểu thiếu gia thì ở nhà sẽ có người trông nom y lạc băng hà cười lạnh nói ta muốn xem xem ai có thể rời khỏi đây y lãnh khốc tà mị bao lâu, thẩm thanh thu vì thành phố và tính mệnh các vị phu nhân nhiệt huyết này, suy nghĩ bấy lâu, đem vài tờ phù chú tung ra đánh ngất các nàng, hắn bỏ tòa nhà mới mua chưa tròn một tháng mà chạy trối chết. Hiển nhiên là bây giờ chỉ có thể trốn đến thương khung sơn. Bậc thang dưới chân núi thật dài, thẩm thanh thu nắm tay lạc băng hà từ từ đi lên. Vì đại ca quét chọn bậc thang mười mấy năm vẫn như cũ cần cù nghiêm túc quét chọn. Thẩm Thanh Thu nâng mắt, vô tình bắt gặp ánh mắt của gã, hơi hơi mỉm cười. Đang định chào hỏi một câu, vì đại ca đã nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn nắm tay lạc băng hà, mặt trừng trừng. Bỗng nhiên, gã ném cái chổi lên cao, phóng như tên lửa lên bậc thang. Một thoáng đã chạy được mấy trăm bậc, Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên vô cùng, tâm sinh tự hào. Không hổ là thương khung sơn phái, ngay cả người quét thang cũng thâm tàn bất lộ. Bậc thang lên núi dài vô cùng, chưa leo lên được một nửa lạc băng hà đã ngáp một cái y bây giờ thể lực không đủ khó tránh khỏi dễ mệt mỏi thẩm thanh thu ôm y lên người ngủ đi tâm đồ đệ sâu như đáy biển lạc băng hà có đôi khi sẽ vui vẻ cho hắn ôm có đôi khi mặt lại đỏ bừng chảy chụa đòi xuống tự mình đi hình như bây giờ lạc băng hà thật sự mệt lắm rồi nép mình trong vòng tay của hắn trong chốc lát đã ngủ thiếp đi cuối cùng cũng đi hết bậc thang trời mới vừa bước vào chính điện thẩm thanh thu liền cảm thấy ánh mắt bốn phía có chút không thích hợp thì thầm to nhỏ với nhau quét thang đại ca cũng nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt kỳ quái thẩm thanh thu ôm lạc băng hà lên thanh tĩnh phong vừa tới cửa trúc xá chúng đệ tử đã như quần chúng kích động lao tới minh phàm vừa thấy lạc băng hà trong vòng tay thẩm thanh thu như trúng sấm sét giữa trời quang liên tục lui về sau mấy bước những người phía sau vội chen lên xem xem ninh anh anh đẩy người đang ở đằng trước mình sang một bên nhìn chầm chầm lạc băng hà ngủ say trong ngực thẩm thanh thu chống a lạc chống a lạc quá vô nghĩa không giống lạc băng hà thì có thể giống ai ninh anh anh kích động túm lấy hai tay áo của thẩm thanh thu háo hức nói sư tôn ý có tên chưa người đặt tên cho y chưa thẩm thanh thu ba chấm ba chấm ninh anh anh nói chưa có tên sao ta ta có thể đặt tên cho y không cái quỷ gì thế lạc băng hà ở trong ngực hắn cựa quậy lẩm bẩm nói ồn ào quà của thẩm thanh thu ở giữa không trung thị uy một lát rồi đột ngột quay về im lặng thủ thế ai ngờ cửa trúc xá ầm ầm sập xuống lạc băng hà chật mình mở to mắt bừng tỉnh liễu thanh ca sải bước đi tới thẩm thanh thu như thấy quỷ đến lấy mạng như không có chuyện gì ông lạc băng hà giấu ra phía sau giả bộ cười nói liễu sư đệ đã lâu không gặp liễu thanh ca lạnh lùng nói giấu cái gì mà giấu? Thẩm Thanh Thu, cháu cái gì? Ta có giấu cái gì đâu." Lạc Băng Hà đặt tay lên ngực Thẩm Thanh Thu nói, "Không cần phải giấu nữa, ta không sợ y." Liễu Thanh Ca đi vào, cúi đầu nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ khiêu khích của Lạc Băng Hà, qua một lúc lâu, dường như đang cố kiềm nén mà nói với Thẩm Thanh Thu, "Ngươi, ngươi lúc nào thì cùng, cùng Lạc Băng Hà, cùng y? Cùng y? Cùng y? Cùng y làm cái gì mới được?" Liễu Thanh ca chắc là khó mở miệng. Minh Phạm liền thay y gào lên, cùng y sinh một đứa con đã lớn thế này. Liễu Đại Thần, đâm máy bay lên trời không phải viết sinh tử văn ở Tấn Giang đâu. Rất không phong độ mà đá Liễu Thanh ca ra khỏi thanh tĩnh phong. Thẩm Thanh Thu đã tức muốn chết nam nhân thì sinh hài tự thế nào được. Ninh Anh Anh cuối cùng cũng hiểu Thẩm Thanh Thu ôm về không phải con trai hai người. Nàng cực kỳ thất vọng, cảm thấy 50 cái tên mình cực khổ nghĩ ra đã không còn đất dụng võ nữa rồi còn không phải quét thang đại ca đi nói khắp nơi làm ai cũng tưởng là thật. Ai ngờ A Lạc Y cũng có lúc tẩu hỏa nhập ma. Quét thang đại ca, ngươi thật tốt, tốc độ rất nhanh, trí tưởng tượng phong phú. Thẩm thanh thu xin nhớ kỹ. Minh Phạm cũng ngượng ngùng nói, đệ tử còn cho rằng, nếu là ma tộc, muốn cho nam nhân sinh hài tử, cũng không phải là không có khả năng. Mọi người ở phía sau mãnh liệt cật đầu. Thẩm thanh thu sụp đổ hoàn toàn, cắn cường giải thích, cho chủ sinh được đi nữa, cũng không có khả năng mấy tháng ngắn ngủi đã lớn nhanh thế này. Minh Phạm lại nói, ai biết được. Mọi người đều cho rằng, nếu là hài tử của tiểu tử lạc băng hà kia, lớn nhanh như thế cũng không phải không có khả năng. Thanh tỉnh phong đã lâu không còn nghiêm phạt đệ tử rồi phải không? Đêm nay liền cho quay trở lại nhân gian. Hiếm khi phong chủ 12 đỉnh mới tề tự đông đủ, tự nhiên muốn mở cuộc gặp mặt hay làm gì đó. Thẩm Thanh Thu đã lâu chưa ngồi ghế phong chủ thứ hai ở đại điện, cảm giác này thật sự khiến hắn hoài niệm. Hắn cùng chư vị phong chủ chào hỏi từng người, đã lâu không gặp, có khỏe không? Khách khí khách khí một hồi, Xuân Phong đắc ý phe phải quạt trong tay. Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy hắn, tựa hồ thần sắc có chút kỳ lạ, nhưng y cũng không nhiều lời ngồi xuống vị trí chủ tọa nhìn hắn cười cười, đem một chồng thư án đặt trên bàn. Thượng Thanh Hoa tự giác chạy lên cầm xuống đi phát cho mọi người. Thẩm Thanh Thu cầm lấy một tập trên tay Thượng Thanh Hoa, đầu tiên ngó ngó ý trước, Thượng Thanh Hoa không biết lại làm cái gì chọc trận mạc bắt quân, khóe miệng sưng lên cười tội nghiệp nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu không đành lòng nhìn tiếp ánh mắt chuyện đến sắp cháy, những điểm quan trọng đã dùng bút chu sa chỉ ra. Hắn chỉ liếc mắt một cái, đã đem ngụm trà vừa uống trong miệng phun ra. Một, nghiêm cấm sao bản xuân sơn hận, băng thu ngâm, cấm tất cả phiên bản được lưu truyền trong bất cứ trường hợp nào, vô luận là công khai hoặc giấu giếm. Hạn định trong một tháng tự giác nộp lên trên, nếu tra ra có người giấu chiếm hay lưu truyền nghiêm trị không tha. Tranh minh họa tội nặng thêm một tầng. Hai, bởi vì nhận được nhiều thư khiếu nại, người phụ trách bách chiến phong cần tăng mạnh quản lý, nghiêm cấm các đệ tử có hành vi ẩu đả. Ba, nhận được một ít khiếu nại đệ tử thanh tỉnh phong luyện cầm cần chú ý thời gian, tránh đi lúc nghỉ trưa và ban đêm. Bốn, tiên su phong yêu cầu gia cố thêm rào chắn cao thêm, xin cấp rào chắn thông lôi. Năm, khổ hạnh phong bao năm nhân mạch thư thớt, yêu cầu mở rộng chiêu sinh, xin được ưu tiên chọn đệ tử ở lần tuyển chọn đệ tử sơn môn. 6. Phong chủ cần chú ý giáo dục môn đệ tử từng đỉnh, môn hạ không thể ở bên ngoài lấy thân phận thương khung sơn đệ tử và huyễn hoa cung, tụ tập đánh nhau. 7. Chấp hành nhiệm vụ nếu gặp ma tộc không thể tùy tiện ra tay, cần xem bọn chúng là thuộc cấp của ai rồi mới quyết định có nên động thủ. Trước mặt mọi người phun trà là hành động cực kỳ thất lễ, nhưng hình như không cần lo lắng lắm thì phải. Bởi vì sau khi xem xong điều thứ nhất, 12 vị phong chủ có 89 vị đều phun trà chống hắn. Ở hoàn cảnh chung như vậy thì hắn không còn nổi bật nữa rồi. Trong phòng nghị sự lâm vào không khí xấu hổ, cho dù thẩm thanh thu cầm quạt phải mạnh cỡ nào cũng không tránh khỏi. Xuân Sơn hận có tài đức gì lại xếp vị trí thứ nhất. Lại còn có nhiều thứ quái quỷ gì nữa, băng thu ngâm có gì hấp dẫn sao? Sau khi kết thúc cuộc họp, thẩm thanh thu lòng tràn đầy uất ức định đi về thanh tỉnh phong đi chưa được mấy bước, phát hiện không ít phong chủ đều đi theo mình. Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hòa nói, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi hội phong của mình, tự hồ không phải hướng này. Tề Thanh Thê nói, đó là vì vốn dĩ chúng ta không muốn về phong của mình. Thẩm Thanh Thu sớm biết rằng phải chịu một kiếp nhưng vẫn cố cứu vớt, tại sao đột nhiên lại muốn tới thăm thanh tỉnh phong của ta. Trúc xá đơn sơ, sợ rằng chiêu đãi không chu toàn. Đừng giả ngu, ai chẳng biết trúc xá của ngươi đơn sơ, có ai muốn đi xem ngươi thế nào đâu. Đương nhiên là đi xem tên đồ để bảo bối ngươi chấu chấu chiếm chiếm kia kìa. Một đám người tò mò hứng thú bừng bừng muốn đi xem lạc băng hà bây giờ thế nào. Thẩm Thanh Thu bất đắc chỉ nói, y sẽ tức giận. Không phải ta nói ngươi đâu thẩm sư huynh, y chỉ là đồ đệ lại dám cùng sư tôn giận dỗi. Ngươi có phải nuông chiều y quá rồi không? Không được, mặc kệ các ngươi hiện tại là quan hệ gì, vẫn nên dạy chỗ y cho tốt. Giận thì giận, sợ cái gì, dù sao hiện tại công lực lạc băng hà không đủ một thành, lúc này giận thì có gì đáng sợ đâu. Phong chủ khổ hạnh phong, bởi vì sinh hoạt nhiều năm thật sự khổ hạnh nên hỏa khí tích tụ, lần này lại không đủ đệ tử trúng tuyển càng thêm thiếu kiên nhẫn. Nói, đừng nhiều lời vô ích, ngươi sợ ta uống hết trà của ngươi sao. Đi thôi đi thôi. Thẩm thanh thu sớm biết lần này chạy không thoát, bị liền lôi đi hướng đến thanh tỉnh phong, đầu đầy hắc tuyến. Tại sao đám người các ngươi cái gì cũng biết, biết cực kỳ rõ ràng. So với ta còn rõ hơn thế. Một hai người hắn còn chống đỡ được, nhưng mà các vị phong chủ như một tổ ong mà ột vào trúc xá, hắn cản không nổi. Tề thanh thê vừa vào cửa liền phóc một tiếng phá vỡ im lặng. Lạc băng Hà đang nằm ở trên giường nghiêm chỉnh ngủ góc chăn dịch trùm kính mít, vẫn là bồ dắn lúc hắn rời đi. Thẩm thanh thu thụ thế nói, người đã ngủ mất rồi, đừng quấy rầy y. Liễu thanh ca nhìn vào bên trong liếc mắt một cái nhịn không được nói, tại sao thoạt nhìn ý không giống ngày hôm qua. Không giống sao? Thẩm Thanh Thu quay đầu, quả thật không giống. Lạc Băng Hà như lớn thêm 2 tuổi, hiện tại là bộ dạng hài tử bảy tám tuổi. Ngụy Thanh Nguy thì thầm, lúc nhỏ dễ thương ghê. Lúc nhỏ ăn gì mà đáng yêu thế? Tề Thanh Thê quan sát kỹ càng một hồi nói, cứ theo đà này phát triển thì y rất mau sẽ không có quần áo mặc đâu. Thẩm Thanh Thu còn chưa nghĩ tới vấn đề này, chờ cẩn thận ngẫm lại, Sáng nay Lạc Băng Hà mặc quần áo đã không vừa người, cổ tay áo bị ngắn mất một đoạn, vội nói, quả thực như vậy, là ta sơ ý. Ngày mai ta dẫn y xuống núi mua mấy bộ. Tề Thanh Thê nói, mua cái gì mà mua, ở đây có sẵn lại không chịu dùng. Ngươi lên tiên xu phong kêu các nàng làm cho vài bộ không phải tốt hơn nhiều sao. Nghe vậy, vài vị phong chủ rất không phúc hậu mà khà khà cười lên thành tiếng. Chỉ là tưởng tượng một đám nữ tử đầy mùi son phấn oanh oanh yến, yến xung quanh một tên tiểu ma tôn mặt, như có thâm thù đại hận, hình ảnh này, cũng đủ khiến một đám phong chủ rảnh rỗi không có gì làm vui vẻ một hồi. Thấy bọn họ bỏ đá xuống chiến vui sướng khi người gặp họa, trong lòng thẩm thanh thu không đành lòng tôn nghiêm của lạc băng hà bị mất sạch, vội nói, một vừa hai phải, một vừa hai phải thôi. Đi, đi ra đại sảnh ngồi, đừng ở chỗ này nhìn y nữa. Không được cười, cẩn thận làm ý thức dậy. Trước kia không cho chúng ta xem, hiện tại cũng không cho sao, thẩm sư huynh quá không nghĩa khí rồi thẩm thanh thu nói được rồi coi như nể mặt ta lần này đi thật vất vả mới đuổi được một đám đồng môn trở lại trút xá thẩm thanh thu đã đau đầu muốn chết rồi lạc băng hà đã tỉnh lại hóa ra đang ngồi ở trên thư án chân nhỏ với không tới mặt đất treo lơ lửng ở giữa không trung một bên là chồng công văn còn cao hơn đầu tay cầm bút đỏ một bên chuyên tâm đối chiếu một bên làm dấu hiệu thẩm thanh thu nhìn một lát đi vào cửa hỏi ngươi đang làm gì thế lạc băng hà ngẩng đầu nói sư tôn đã lâu không về nhiều chuyện không người xử lý đề tự đánh dấu những điểm quan trọng cần lưu lại thẩm thanh thu nói ngươi bây giờ phải tỉnh dưỡng thân thể cho tốt những việc này không cần thiết làm lạc băng hà nói chính là sư tôn không ở đây ta không biết phải làm gì không bằng làm cái này kết thời gian thẩm thanh thu ngồi xuống bên cạnh y nghĩ nghĩ hỏi về thanh tỉnh phong làm ngươi không vui sao lạc băng hà mỉm cười nói sư tôn nói gì vậy đệ tử tại sao lại không vui thẩm thanh thu chậm rì rì đứng dậy đi ra ngoài bỗng nhiên hắn không thể di chuyển nữa lạc băng hà đã nhảy xuống thư án ôm chân hắn nghiến răng nghiến lời nói không sai đệ tử không vui thẩm thanh thu nói đúng rồi không vui phải nói ra sau này có điều gì cũng đừng giữ trong lòng nếu ngươi thật sự không thích thanh tĩnh phong vậy chờ ngươi hồi phục thân thể chúng ta lại đi là được thật sự tình huống của ngươi bây giờ không đi lung tung được nếu có chuyện gì phát sinh ít nhất cũng có người bảo vệ ngươi lạc băng hà nói ta thích nhưng ta chỉ thích thanh tĩnh phong cũng chỉ thích mình thanh tĩnh phong không phải thương khung sơn ngoại trừ sư tôn ta không thích ai cả không phải thẩm thanh thu nghĩ thầm nhưng cái thanh tĩnh phong mà ngươi thích thực tế đâu có tồn tại lạc băng hà sầu rỉ nói Sư Tôn, có phải khi ở bên ta, ngươi không thể làm những việc mà ngươi thích? Thẩm Thanh Thu bật cười, mới vừa rồi giả bộ ngủ thật lợi hại nha. Lỗ Tai cũng thật thính, công lực hồi phục bao nhiêu rồi? Lạc Băng Hà nói, "Sư Tôn, ta không muốn trở về, không phải bởi vì không thích nơi này, mà là bởi vì ở chỗ này ngươi cứ bị người khác đoạt đi khỏi ta." Y Thẩm Kính nói, "Nếu là trước đây, ta còn có điểm tin tưởng có thể cướp ngươi về, vô luận dùng biện pháp gì." nhưng hiện tại ta, ta cảm thấy, tranh không lại những người khác. Thẩm thanh thu gõ một cú lên đầu y nói, ngươi muốn đi tranh cái gì nữa? Không cần tranh, sư tôn không phải đã tự mình đi theo ngươi rồi hay sao? Hình tượng của người nói chuyện với bạn thật sự rất quan trọng. Nếu là Lạc Băng Hà trưởng thành, dù cho cầm dao đặt lên cổ thẩm thanh thu, cũng không nói lộ liễu những lời buồn nôn như vậy. Nhưng nếu là phiên bản mini có thể ôm vào trong ngực, chịu ôm chân hắn làm nũng cầu an ủi, Thẩm Thanh Thu cảm thấy một chút áp lực tâm lý cũng không có. Lạc băng hà ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình mà nhìn y. Trăng tròn hoa nở, phong cảnh hữu tình, hương hoa ngào ngạt, không khí trong lành. Nhìn không được thần trí mơ màng. Đôi mắt ngập nước của Lạc băng hà càng lúc càng nóng bỏng sốt cuộc kiềm chế không được. Đem Thẩm Thanh Thu đẩy ngã lên giường trúc, phi thân nhào tới. Y ké vào ngực Thẩm Thanh Thu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thẩm Thanh Thu, ách, ngươi có thể, Tiếp tục. Cho dù có tiếp tục, cũng làm không được việc y muốn làm. Thẩm Thanh Thu không thể che giấu được sự đồng cảm sâu sắc với Lạc Băng Hà lúc này. Sau một lúc lâu, cổ họng vẫn còn non nớt của Lạc Băng Hà, rốt cuộc phát ra một tiếng không thể nhịn được nữa, một tiếng rít gào thống hận thế giới. Hoàng phiên ngoại, Hoàng đồng ký. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh mình.